Nếu mà theo Sử thì Sử muốn làm ở đâu? Làm ở dưới đây ạ. À, bây giờ kinh phí nó có tầm độ 2 triệu thì mình sẽ gói gọn là trong 2 triệu để mà làm chuồng ở chỗ góc bên này nhá. Vâng. Ở góc bên này thì cũng, nhưng mà tại vì sao em lại không có muốn cho mẹ không? Tại vì lúc trước em đang nhỏ, con lấy em với em Hải cùng ở cùng ông thôi, thì em không muốn mẹ về ông. Dạ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu. Và hôm nay cháu Lực lên thì có một cái niềm vui muốn gửi tới em Sử cũng như là ba ông cháu luôn. Thứ nhất là lên là hỏi ý kiến của ba ông cháu xem là muốn nuôi con vật nuôi gì. Cháu Lực có nhận được một cái khoản là 5 triệu 500 ngàn của cô Minh, cô gửi cho cháu Lực. Và trong 5 triệu 500 ngàn đó thì cô cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại là 300 ngàn. Còn là 200 ngàn thì để mua thực phẩm, thức ăn cho ba ông cháu. Còn là 5 triệu đồng còn lại thì là để mua cho ba ông cháu những con vật nuôi ấy, cô bác. Đấy, hôm nay thì cháu Lực lên thì đồng thời là cũng hỏi xem là ý kiến của ba ông cháu nữa. Hỏi xem rằng là mong muốn nuôi con vật nuôi gì. Hôm nọ thì cháu Lực cũng có hỏi em Sử một chút rồi. Thì em Sử cũng mong muốn rằng là muốn nuôi dê cô bác. Cái khoản 5 triệu đó thì nếu mà đủ, nếu mà mua dê thì được tầm 2 con rồi cô bác. Đấy, nhưng mà bây giờ hiện tại là ở trên nhà ba ông cháu thì nếu mà làm ở dưới để dê ở dưới nhà cũ thì cũng cháu Lực nhìn thấy là cũng không có chỗ nào để mà để dê cả. Cho nên là mình phải làm lại cái chuồng thì mới mua được dê. Thì cháu Lực cũng rất là mong muốn quay khoản 5 triệu đó thì để mà mua chỉ được 2 con dê thôi, vẫn chưa làm được cái chuồng trại. Cháu Lực cũng mong muốn rằng là nếu mà các bác trợ duyên cùng bác cùng cô Minh hỗ trợ cho ba ông cháu để mà làm lại chuồng dê ở trên nhà mới thì nó hợp lý hơn cô bác ạ. Thế còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi xuống nhà của ba ông cháu thông báo cái tin này tới cho em Sử cũng như là ba ông cháu của bác nhé. Cái con đường đi xuống nhà của ba ông cháu thì chắc là khoảng thời gian vừa rồi thì rất là quen thuộc với lại các bác ở trên kênh rồi, không có xa lạ gì nữa. Tại vì là mỗi lần mà cháu Lực lên, có lần thì cháu Lực ghi hình từ trên cái cung đường mà cháu Lực đi xuống luôn, còn là có lần thì cháu Lực đi xuống dưới nhà các em thì cháu Lực mới ghi hình được. Sau khi mà hoàn thiện ngôi nhà của ba ông cháu thì cái số tiền cũng không còn dư ra bao nhiêu cả cô bác. Thậm chí là còn âm vào đấy thêm là hơn 5 triệu nữa. Rất là may là cái khoản âm đấy cũng được hai chị Nguyệt Thúy trợ duyên để giúp đỡ cháu Lực về cái khoản đấy thì không có âm đi nghìn nào nữa cả cô bác ạ. Sau khi hoàn thiện nhà ba ông cháu thì cô Minh cũng có muốn gửi tặng cho ba ông cháu là những con vật nuôi. Ở dưới nhà thì hiện tại là lợn gà thì vẫn có, gọi là lợn thì cũng có 2 con, còn gà thì có lác đác thêm là vài con nữa.
Ở chỗ nhà của em xử hiện tại thì hầu như là xung quanh toàn là cái gốc, toàn là cái cây tre của bác. Mùa bây giờ thì đang là vào mùa thu cho nên là lá nó rụng rất là nhiều, và không thể tránh khỏi được là lá nó rụng ra khỏi về sân với lại ở trên phần mái tôn cả. Giáo lực sẽ bảo ban là các em là dọn dẹp lại nhà cửa cho nó sạch sẽ một chút. Đấy, nhưng mà đi xuống thì cũng thấy là em sửa quét dọn ở phần phía bên ngoài sân khá là gọn gàng. Đấy, nếu mà như mà được các bác trợ duyên giúp đỡ tới ba con cháu thì làm ở phần chuồng trại ở bên này khá là đẹp các bác ạ. Ở cái góc cái cột dưới kia của các bác hoặc là dưới này. Dê thì mình nuôi dê thì nó cũng khá là đơn giản, chứ không cần phải là cầu kỳ mấy. Chỉ đi mua thêm những cái tấm polo này, xong về là mình đi thuê người xẻ cái ván gỗ để mà mình làm lại chuồng thì nó quá là đẹp rồi. Không biết hôm nay lên thì có gặp em Sử hay là ba ông cháu ở nhà không? Có vẻ như là xe em Sử ở đây. Sử ơi! Ở nhà không đấy? Có à? Sửa nhà, anh chào Sử nhá. Một mình ở nhà thôi à? Ông em Hải đi đâu hết rồi? Em Hải đi học à? Ông đi lấy củi à? Chân khỏi chưa? Hết sưng rồi. Sắp khỏi rồi đúng không? Chích xong thì hết sưng rồi các bác. Như hôm nọ cô bác nhìn thấy thì chân của em Sử thì sưng khá là to đấy, đến hôm nay thì cũng gần khỏi rồi, hôm nọ thì đi chích xong ấy. Ông thì đi lấy củi rồi à? Vâng. Đi lấy củi từ sáng luôn à? Vâng. Chắc là đến phải đến tầm chiều tối thì ông mới về nhỉ? Vâng. Ông đi lấy củi là phải đi trên rừng già lấy chứ nhỉ, mấy hôm nay ấy. Vâng. Hiện tại thì chân là không bị làm sao đâu đúng không? Chân thì khỏi hẳn là đúng không chân đấy? Vâng, khỏe nhưng mà không dám đeo dép đâu. Không, vẫn chưa dám đeo dép à? Vâng. Nó đang trong ôi à? Nọ đi hôm nọ đi chích cái ngừa đấy. Nó đang bị như này thì chịu khó là rửa nước muối nhá, đừng có rửa nước lạnh nhá. Vâng. Nhá. Vâng. Nọ dặn hôm nọ anh mua cái lọ xịt xịt kia kia rồi à? Đấy, xịt em rửa rửa qua một chút. Đây đúng không? Vâng. Ấy, xịt xịt qua xịt là mình vừa xịt vừa rửa một chút cái này là nó rất tốt. Này thì lúc nào mà em đi lên rừng đấy mà bị mỏi mỏi ấy, thì lấy cái này xịt xịt vào xong mà xoa bóp lên cũng được nhá, Vâng. chân mà bị đau ấy thì là xịt cũng được nhá. Vâng. Đấy, chỉ khó là xịt ở dưới tí. Hay hôm nay thì anh lên với Sử, anh có một cái ý kiến là muốn hỏi Sử. Bây giờ thì Sử thì mong muốn là muốn nuôi thêm con gì không? Có. Sử là muốn nuôi con gì? Muốn nuôi con gà hay là con vịt hay là con dê hay là con lợn? Với con dê à? Nhưng mà Sử anh đang hỏi là Sử là muốn nuôi thêm một con vật nuôi gì không á? Nơi lại lửa gần đường. Nuôi lợn á? Vâng. Lợn nhưng mà mình phải làm chuồng nó lại ấy hơn. Chuồng nếu mà nuôi lợn thì nó lại vất vả hơn dê. Dê thì nó sinh trưởng, thì sinh sản nó nhanh hơn. Vâng. Đấy. Em đã từng nuôi dê mà chưa thế? Chưa đâu. Chưa à? Vâng. Hôm nọ anh ghi hình thì thấy em muốn bảo là muốn mong muốn là nuôi dê ấy. Vâng. Đấy thì các bác cũng thấy là nuôi dê nó cũng khá là nhàn đấy, dê ấy. Vâng. Dê chỉ cần thả nó đi ăn cỏ thôi. Vâng. Thả đi nhưng mà là phải đi đi chăn đấy. Vâng. Chứ còn nếu mà còn không thì lấy dây buộc nó. Vâng. Đấy, buộc nó như ở nhà em Quân đấy. Nhà Quân dưới kia thì anh bác Thảo đố cũng có mua cho Quân là ba con, anh Vâng. cũng có mua cho Quân là thêm là ba con dê. Vâng. Dê thì nó đẻ rất là nhanh dê Vâng. ấy. Hôm qua đây anh có nhận được một khoản của cô Huỳnh Thị Gia Minh, Vâng. là cô muốn cô gửi cho anh là 5.500.000, Vâng. và trong đó thì là 200.000-300.000 là cho anh làm cái phí đổ xăng đi lại, còn là 200.000 thì là để mà anh mua thức ăn lên cho em ấy, thực phẩm ấy, Vâng. mua thịt thả ấy này kia ấy. Nhưng mà Vâng. hôm nay lên thì không có ai mua.
Nhưng mà nếu mà mình nuôi dê ở đây thì liệu là có nuôi được không? Hay nó sợ nó chạy đi không? Trên này không có chỗ nơi Nuôi dê á? sợ tí nơi dây là đi đưa của người ta thì người ta chịu thôi. Người ta phạt đúng không? Vâng. Thế thì dê thì bây giờ ở trên chỗ nhà xử nuôi hơi khó à? Thế thì xử có mong muộn thế mà ngoài dê ra thì có muốn nuôi thêm con gì không? Muốn nuôi lợn ạ. Nuôi lợn à? Vâng. Thế thì vậy thì bây giờ anh cũng thật sự ra các bác cô Minh gửi cho anh thì cũng không hẳn nhất thiết gọi là để mua dê cả. Vâng. Đấy, cô cũng bảo với anh rằng là lên trên này là hỏi em xem là muốn nuôi con gì thì Vâng. để anh về cùng cùng em là đi mua. Vâng. Đấy, có thể là gói gọn là tầm 5 triệu đấy. 5 triệu Vâng. đấy thì hôm nọ anh mua cho Quân là một cặp lợn hai con đấy là 3 triệu. Vâng. Là còn nếu mà còn 2 triệu nữa thì là có thể là mua được thêm một con nữa. Vâng. Đấy, mua được thêm hơn một con nữa còn số dư còn lại thì anh em mình có thể là làm chuồng. Đấy, anh sẽ gói gọn là tầm 5 triệu đấy thì để làm chuồng nhá. Vâng. Làm chuồng thì sửa là bây giờ nếu mà làm chuồng ấy thì làm chuồng ở trên này hay là làm chuồng ở chỗ nào? À, trên này thôi ạ. Làm ở trên này à? Vâng. Tại vì ở nhà dưới cũng có đúng không? Vâng. Cũng có chuồng đúng Vâng. không? Ở nhà dưới thì cũng có chuồng, có lợn là hai con ở trong ấy rồi. Vâng. À, nếu mà bây giờ mà em cảm thấy là nuôi lợn nó tiện hơn với em nhiều thì đợi hôm nào chân của em bắt đầu khỏi thì anh em mình bắt đầu làm chuồng. Đấy, đi Vâng. chặt cây về làm chuồng. Vâng. Chặt cây để làm chuồng xong là mua thêm vài tấm pro nữa. Vâng. Đấy, một tí nữa mình đi xem là chỗ nào mà mình nên làm chuồng chỗ nào. Vâng. Đấy. Đấy, bây giờ thì nếu mà em sửa muốn mong muốn nuôi lợn của bác cho Lực sẽ gói gọn là tầm 5 triệu của cô Minh khối gửi thì vừa làm chuồng này xong là vừa thêm mua thêm dê nữa, nếu mà vừa mua thêm lợn nữa, lợn thì chắc chắn là mua được độ tầm 3 con rồi cô bác ạ. Nhưng mà nuôi lợn như này thì nó sẽ gọi là nó sẽ vất vả hơn là nuôi dê. Tại vì là lợn là nó cái chất thải của nó ra là nó bẩn hơn dê, tại vì là nó không khô được, nó không Vâng. khô á, nó khô rất là chậm. Vâng. Cho nên là em xác định là nuôi lợn thì em sẽ phải là thường xuyên mà dọn dẹp cho nó thì nó Vâng. mới sạch sẽ được. Vâng. Đấy, còn lợn thì em đã từng nuôi đúng không? Vâng. Còn dê thì đã nuôi lần nào chưa? Chưa đã. Dê thì chưa nuôi lần nào đúng không? Vâng. Thế thì lợn thì nuôi lợn thì em là có kinh nghiệm là để mà nuôi lợn rồi đúng không? Vâng. Rồi thế thì anh em mình thế thì cứ theo ý của em quyết định là mình nuôi dê, nuôi lợn nhá. Vâng. Anh cứ nhầm là nói dê với lợn nhỉ. Vâng. Thường thường nuôi lợn thì tầm 1 năm thì nó được tầm bao nhiêu cân? Một năm không biết đâu, Không biết à, nó to nhỏ? một năm thì chắc bảy bảy tám 80 cân đấy thôi. 80 cân à? Vâng. 70-80 cân đấy là mình còn chưa cho ăn cám đúng không? Vâng. Nếu mà mình đi mua cám được cho nó thì lớn rất là nhanh lợn đi cô bác. Trên nhà của em xử thì chỉ đi hái những cây rau dại về cho nó ăn thôi. Nhưng mà lại bù lại đó thì có ngô rất là nhiều. Vâng. Đấy, lợn nếu mà ăn ngô thì nó lại cực kỳ là lớn nhanh nữa. Vâng. Đấy, thì hôm mà bây giờ thì đợi chân xử thì chắc là độ tầm tuần nữa. Anh cho là 1 tuần nữa thì mới khỏi được. Tầm độ là 1 tuần sau thì là mình bắt đầu đi chặt cây về nhá. Vâng. Chặt cây về làm chuồng trại. Có thể là sẽ phải mua thêm vài tấm pro nữa. Vâng. Mua thêm vài tấm pro nữa thì mới đủ để mà mới lập được ở phần mái trên kia. Vâng.
Thế là mấy hôm nay là Sử đã đau chân là ở nhà là nhiều thôi à? Vâng. Đấy, đợi cho nó khỏi hẳn thôi thì mới đi lại nhá. Mới Vâng. đi lại nhiều ấy, đi lại thì đi lại ở trong nhà thôi. Chứ Vâng. đừng có đi ra ngoài, nó đi ra ngoài sợ là nó bị nhiễm trùng là nó bị khỏi. Hôm nọ thì cũng có được rất là nhiều các bác nói rằng là chân của em Sử là nó bị kiểu là mụn đinh ở các bác, nó bị đinh ấy. Các bác cũng đã từng bị rồi cho nên là đợi nó chín rồi mình đi chọc cái phần mủ nó ra xong là nặn cái phần đinh nó ra thì nó sẽ tầm độ vài ngày sau thì nó sẽ khỏi thôi. Đấy. Bây giờ thì theo em thì muốn làm chuồng trại chỗ nào thì Sử có thể đưa anh đi xem được một chút được không? Vâng. Đi đi được đúng không? Vâng. Hôm nào thì còn là đi không được, hôm nay thì hầu trích xong cái phần mủ ấy thì đi lại nó cũng dễ dàng hơn một chút rồi cô bác ạ. Đây thì mấy nữa mình còn cắt đây, mình đi mua thêm xi đấy, mình dùng xi dùng cái này để láng. Vâng. Bây giờ nếu mà theo Sử thì Sử muốn làm ở đâu? Là dưới đây ạ. Làm ở đây á? Vâng. Làm ở đây đúng không? Đây à? Làm đây đây. Chỗ này cũng khá là ok chứ nhỉ? Nhưng mà chỗ này là phải đào thêm ấy. Vâng. Phải đào thêm xong là mình đi lấy thêm hai bao xi nữa về để mà mình làm cái phần đáy của nó. Vâng. Làm về cái chuồng lợn này thì Sử có biết làm không? Có. Biết làm mà đúng không? Vâng. Nhưng mà biết làm thì anh sẽ gói gọn tầm mà 2 triệu còn lại thì sẽ để mà mua pro này với lại mua sim si nữa Vâng. đấy, về để anh em mình làm mà làm mà chuồng lợn, làm chuồng lợn ở trên này. Ở đây thì là mà mong muốn của em Sử là muốn làm một cái chuồng ở bên này. Ở đây thì cũng cách nhà khá là xa cho nên là nó sẽ không có bị mùi gì nữa cả cô bác ạ. Đấy, bây giờ kinh phí nó có tầm độ 2 triệu thì mình sẽ gói gọn là trong 2 triệu để mà làm chuồng ở chỗ góc bên này nhá. Vâng. Đấy, góc bên này thì cũng khá là xa ngôi nhà của em Sử thôi. Đấy, hiện tại thì bây giờ là ở nhà là vẫn còn cắt với lại sỏi ấy cô bác. Đây thì nếu mà như phần kinh phí nó nhiều hơn thì mình có thể là thuê người ta xây luôn một cái chuồng ở đây là được rồi, là nó đẹp rồi. Vâng. Nhưng mà cái phần kinh phí nó không đủ thì mình sẽ tận dụng lại xem là nhà của em là có cây thì mình sẽ làm bằng cây. Vâng. Đấy, nhưng mà nếu mà làm bằng cây thì chắc chắn là nó sẽ không có được thời gian là lâu dài như làm bằng xi đâu. Vâng. Đấy, bây giờ thì nếu mà mình làm một cái chuồng mà bằng xi thì cắt thì bây giờ mình không phải đi lấy nữa rồi. Vâng. Đấy, mình chỉ cần việc đi lấy gạch về thôi. Mình đi xuống cái xá mình mua cái loại gạch mà gạch to ấy, gạch cái đá đóng ấy, Vâng. gạch bằng gạch bi ấy. Đấy, chứ không phải là gạch không lọ mình xây nhà đâu. Vâng. Đấy, về thì nó cũng khá là ok cô bác. Ở đây thì nếu mà có các bác trợ duyên nào mà gửi tới trợ duyên đó, cùng cô Minh để hỗ trợ cho em Sửa về cái phần chăn nuôi như này thì nó cũng rất là mong sẽ nhận được thêm những cái tấm lòng vàng của các bác để giúp cho em Sử là làm thêm một cái chuồng trại nữa cho nó kiên cố hơn một chút cô bác. Những cái tấm tấm ván gỗ trước dùng thì bây giờ hiện tại là còn không? Có ạ. Còn đúng không? Vâng. Tấm ván gỗ như này thì mình chỉ có làm mà trực chuồng dê thôi, tại vì chuồng lợn thì nó hầu như là nó chất thải của phân ấy, thì là ở phần cái phần nền ấy. Nền thì chắc chắn là mình sẽ phải làm bằng xi măng. Vâng. Mình làm bằng xi măng thì nó mới chắc chắn được. Vâng. Đấy. Nó mới chắc chắn nó mới về lâu về dài được chứ không là mình làm bằng cái tấm này tấm ván gỗ ấy thì sau này nó mới bị mục ấy. Vâng. Như hôm nọ nếu mà mình làm nhà đấy còn dư ra gạch nhiều thì mình có thể là làm chuồng lợn được, nhưng mà bây giờ mà không dư ấy cái khoản kinh phí thì cũng đã hết rồi, thì nếu mà có các bác nào mà trợ duyên hộ trợ duyên là giúp đỡ em Sửa là làm cái chuồng trại cùng cô Minh thì
cháu Lực sẽ lên và tiếp tục là ghi hình lại để cho em Sử phát triển cái phần kinh tế của mình cô bác ạ. Cũng được các bác giúp đỡ là một cái ngôi nhà mà khá là đẹp, khá là nổi trội rồi cô bác. Nhưng mà làm chuồng ở chỗ này thì sợ rằng nó có bị sạt đi xuống dưới không ạ Sử? Không sợ đâu. Chỗ này dưới ấy, có cây đấy không sợ được. Chỗ này là không sợ đúng không? Vâng. Bây giờ này thì có một cái búi tre rồi cô bác, và phần phía bên dưới thì nó toàn là đá thôi, cho nên là em Sử lựa chọn là làm chỗ này cũng rất là thích hợp đấy. Vậy thì nếu mà Sử là có tiền là Sử cũng muốn làm ở đây thôi à? Vâng. Chuồng lợn ở nhà dưới thì hỏng hết rồi nhỉ, không có để mà nuôi được nữa. Vâng. Chắc là nếu mà để mà sửa lại đấy, chuồng lợn nhà cũ bên dưới cũng chỉ được tầm là thêm 1-2 tháng nữa thôi. Tại vì là hôm nọ là anh thấy là lúc mà lấy con lợn để vào đấy thì là hầu như là bị mục hết rồi. Vâng. Đấy, bây giờ thì anh em mình vào nhà đi nhá. Vâng. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ chờ đợi là chân của em Sử hồi phục đã rồi thì sẽ cùng em tiến hành và đi vào làm chuồng trại cô bác nhé. Thế là Sử là ở nhà là có nấu cơm là đợi ông không? Có. Có à? Vâng. Đấy, thưa cô bác, vừa rồi thì hai anh em có đi ra phía đầu nhà bên kia để mà xem cái chỗ làm chuồng trại cho em Sử rồi. Đấy, phải nói là cháu Đức cũng rất là vui mừng khi lại được sau khi mà hoàn thiện ngôi nhà của hai ông cháu xong, ba ông cháu xong thì lại được cô Minh, cô có gửi cháu Lực là 5 triệu đồng để mà giúp cho em Sử mua những cái con vật nuôi để mà em ấy nuôi. Đợt này thì sẽ không làm chuồng ở dưới nhà cũ nữa cô bác ạ. Tại vì chuồng ở dưới nhà cũ thì ông thì cũng trước kia ông cũng làm hoàn toàn bằng cái cây tre thôi. Cháu Lực cũng đã nhìn thấy mục hết rồi cho nên là không có thả lợn vào nữa. Bây giờ nếu mà mua thêm 2 con ấy, thả vào thì sợ rằng là nó sẽ cái con to nó sẽ không cho con nhỏ ăn đấy, thì sẽ là làm riêng ra. Nhưng mà bây giờ là phải đợi chân của em ấy, em Sử là khỏi hẳn đã. Bây giờ thì đang trong cái quá trình là hồi phục rồi. Vâng. Như Sử thì về chăn lợn mọi cái thì em cũng đã có kinh nghiệm để mà chăn lợn rồi. Sử cũng chia sẻ rằng là nuôi dê sợ là trên này là không có chỗ mà chăn dê các bác, mang đi buộc thì sợ là nó sổng là đi ăn ngu nhà người ta, thì người ta lại đến lúc đấy người ta lại bắt là phạt cho, cũng là gọi là muối nơi nó là một cái khác chỗ mà gọi là khác để mà nuôi ấy các bác. Thành ra là cháu Lực cũng nhìn thấy là trên này là không có ai nuôi dê đúng không? Vâng. Không có ai nuôi dê một con nào đấy. Bây giờ thì em Sử là cũng quyết định là nuôi lợn, thì cháu Lực sẽ cùng em Sử đã làm chuồng trại xong thì sẽ cũng sẽ là nuôi lợn, nhưng mà phải cố gắng là nuôi nhá, chứ không là nó càng nuôi càng gầy đi là không có được đâu. Vâng. Lợn thì như Sử thì thường thường là trên chỗ nhà em thì 1 năm là nó được tầm 70-80 cân à. Vâng. Đấy là không cho nó ăn cám đấy nhở? Không cho đâu. Nếu mà cho nó ăn cám cỏ ở bên ngoài của bác thì nó còn lớn nhanh hơn. Thì ông thì đi lấy củi, thế là buổi sáng hôm nay là ông lấy củi là gói cơm đi à? Vâng. Gói cơm là đi tiết vào trong rừng già lấy. Có thể là ông vừa đi xem là có tổ ong nào không đấy cô bác, chứ không phải là nguyên đi lấy củi đâu. Tại vì là cái mùa này thì đang là cái mùa mà không có mùa mà chuẩn bị là có ong đấy cô bác, có ong khoái đầu mùa đấy. Thành ra là những cái chỗ lần trước mà ông đi lấy thì ông lại đi xem là nó còn làm tổ không. Nếu mà làm tổ nào mà có mật ấy thì ông sẽ lấy về. Thì rất là mong các bác sẽ lại ủng hộ mật của ba ông cháu cô bác nhé. Thứ nhất là giúp cho ba ông cháu có thêm đồng ra đồng vào, và thứ hai thì cũng
gọi là để gửi được những cái lít mật mà nguyên chất tới tất cả cô bác anh chị. Ở đây thì khi mà cháu Lực đưa lên kênh bán thì hoàn toàn đó là những cái lít mật và những cái sản phẩm đặc sản ở trên vùng cao, làm hoàn toàn bằng thủ công cả, cho nên là không có một chất gọi là máy móc pha phiếc gì cả cô bác. Cho nên là khi mà các bác nhận được thì rất là yên tâm về cái chất lượng mật, chất lượng mật. Và đặc biệt là các bác để mà dùng mật ong ngâm làm thuốc đấy, nó rất là tốt. Nó gọi là không biết là nói chất lượng nó như thế nào luôn rồi cô bác ạ. Mấy nữa mà làm hết ở nhà xong thì Sử còn lên rừng kiếm mật ong không? Hôm nào đi kiếm thì cho anh đi cùng nhé. Vâng. Anh đi cùng để ghi hình lại cho tất cả các bác cùng xem là những cái lần mà em Sử đi khai thác mật ấy, thì em ấy sẽ lấy như thế nào. Vừa rồi thì hai anh em có nói chuyện với nhau thêm một chút, thì cháu Lực nghe em Sử nói rằng là mẹ của em biết là Sử là đau chân, là lại đem cái thuốc mà thuốc nam của bác là bôi ra lấy cho Sử để mà đắp vào. Khi mà mẹ lấy thuốc sang ấy thì không biết là cái nguồn gốc như thế nào, thì là đừng có lấy đắp vào nhá, sợ là nó sẽ bị nhiễm trùng ấy. Vâng. Hôm nọ thì em đã trích cái phần mủ nó ra rồi, thì là bây giờ chỉ cần đợi nó hồi phục thôi. Vâng. Là không sao nữa rồi. Bây giờ thì có cảm giác là nó còn đau như như hôm mà chưa trích cái phần mủ nó ra không? Không, bây giờ không đau rồi. Bây giờ không đau rồi. Vâng, mà đeo dép thì vẫn đau rồi. Đeo dép là vẫn đau. Vâng. Nếu như đeo dép thì vẫn đau thì đừng có đi ra ngoài đeo dép là nhiều. Vâng. Đấy, sợ rằng là nó sẽ lại bị nhiễm trùng, thì nhiễm trùng là nó sẽ bị dẫn đến hoại tử là phải cắt lên chân của mình nhé. Vâng. Thế lúc đấy là cắt cả cái ngón chân của mình đấy, chứ không phải là rất là nguy hiểm. Mặc dù là những cái vết thương nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà mình không chú ý, mình không chú ý, nó sẽ như kiểu là nó bị con vi khuẩn vào ấy. Vâng. Thì nó khiến chân mình rất là to và nó sẽ khiến là nó thối rữa luôn ấy. Vâng. Đấy, các em thì thưa cô bác ạ, có thể là như các em không có biết về những cái lần mà nó bị nhiễm trùng như này. Có những lần thì nó bị nhiễm trùng thì các em mà tự chữa để mà khỏi được, nhưng mà có những lần thì không thể chữa được khỏi. Thế mẹ của Sử ra thì có ra lâu không? Ra một tí đấy ạ. Ra một tí là biết là em bị đau chân ạ. Vâng. Ra hỏi thăm xong lại đi về à? Vâng. Ra thì có cầm theo cái gì để cho Sử được không? Không đâu ạ. Đây đây thì khi mà mẹ các em về các bác thì cháu Lực có những lần thì cháu Lực là bắt gặp, còn có những lần thì là cháu Lực không có bắt gặp làm mẹ các em. Ở đây thì cháu Lực không có thể là ngăn cấm được rằng là gọi là như kiểu mẹ của các em Sử là không được về, không được thăm con ấy, thì cái điều đấy cháu Lực không có dám ngăn cấm làm điều này cả. Khi mà mẹ sang ấy, thì là mình phải có một cái lập trường mà nó thật vững chắc nhá. Vâng. Tại vì là sợ rằng là có thể là thời điểm hiện tại là mẹ của em là ra hay ra là quan tâm không, nhưng mà sau này thì mẹ các em lại có một cái chiều hướng khác. Đấy, thế. Ví dụ sau này là lại muốn mong muốn trở lại ở với em thì em có cho mẹ ra ở cùng không? Không nữa. Không nữa. Vâng. Thế nhưng mà đấy là người mẹ của mình, thì lý do tại sao lại em không có muốn cho mẹ ở cùng. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ mà mẹ mà quay trở lại mà muốn ở với em thì em có cho mẹ ở cùng không? Không nữa. Không nữa. Vâng. Nhưng mà tại vì sao em lại không có muốn cho mẹ không? Tại vì lúc trước em đang nhỏ, con lấy em với em Hải cũng ở cùng ông thôi. Thì em không muốn mẹ về ông. Thế ạ? Là cái lý do mà... Ở đây thì cái lý do đấy cô bác không có thể mà nói sai được. Tại vì là mẹ của các em thì là bỏ đi từ rất là sớm, mà lúc mà bỏ đi thì còn không có em Hải con trước kịp cai sữa đâu. Lúc đấy thì em Sử là còn
lớn một chút thôi, có thể là em thử cảm nhận và biết được cái điều đấy. Chứng tỏ là thời gian vừa rồi là khi mà mẹ của em biết là thí dụ như là ông bị như thế nào, em bị như thế nào là mẹ cũng thường xuyên ra để mà hỏi thăm đấy nhỉ, bây giờ ấy. Vâng. Đấy, thường xuyên ra hỏi thăm thì đấy là cũng một điều là là tốt thôi cô bác, nhưng mà chỉ sợ rằng là mỗi lần mà về thì lại có một cái câu chuyện gì đó xảy ra. Thì rất là may khi mà mấy lần mà ra rồi ra thăm ấy, mẹ của em ra thăm ấy thì không có chuyện gì nó xảy ra khá là quá đáng cả. Đến hôm nọ thì có thể là mẹ của các em là có một cái động lực nào đấy là muốn là một về là muốn đòi để mà chia đất đấy. Đấy, nhưng mà chắc là khi mà về ấy thì cũng được người khác nói rằng là bây giờ có sổ đỏ đầy đủ rồi thì để mà chia đất cho bà đấy thì là không có ai nghe đâu. Đấy, có người nói với lại mẹ của em điều đấy thì chắc là không có về là quay trở lại là đòi đất nữa. Đấy, Vâng. lý do mà phải nói là về đòi đất thì cũng rất là đơn giản các bác ạ. Từ thời xưa rồi, từ thời xa xưa rồi là bố có xử với lại mẹ đấy, là từ đấy là còn ở với nhau. Đấy, bố cũng từ đấy là còn là khỏe mạnh, là hai vợ chồng là đi ra ngoài đào nương để mà biến nương thành ruộng cải tạo lại các bác. Đấy, cũng gọi là có công lao công sức ở đấy đấy, nhưng mà mẹ bỏ đi rồi, thế là thời gian vừa rồi lại quay trở lại mà đòi. Đấy, như Sử thì lớn rồi thì cái lập trường của mình phải gọi là vững chắc nhá, Vâng. đừng để mà có thể là mẹ ra đây quá nhiều, ra đây nhiều là lúc nào cũng quan tâm tới các em mà các em lại động lòng để mà cho người mẹ ở cùng đấy. Điều đấy là khi mà nếu mà anh ghi hình lên thì các bác mạnh thường quân là không có ai muốn giúp đỡ em nữa đâu, Vâng. các bác rất là buồn. Tại Vâng. vì là các bác khi mà anh chia sẻ lên thì các bác biết được cái hoàn cảnh của em thì các bác mới yêu thương và gửi để mà gửi những tấm lòng vàng tới cho em để hoàn thiện một cái ngôi nhà cho em với lại em Sử, cho em với lại em Hải với lại ông để ở nhá. Vâng. Sử thì năm nay cũng đã gần là 18, hơn 18 tuổi, 18 tuổi đúng không? Vâng. Cái độ tầm 2-3 năm nữa thì chắc chắn là em Sử cũng sẽ lập gia đình mới và có gia đình riêng của bản thân mình thôi. Thì cả sau này em lấy vợ vào thì cũng phải lúc nào cũng luôn luôn là yêu thương em Hải như lúc mà em chưa có lấy vợ nhá. Vâng. Đấy, hai anh em cùng chung sống với nhau ở trong một cái ngôi nhà, sau này mà lớn lên rồi thì đi ra ngoài làm có tiền rồi thì góp tiền nhau để mà làm lại thêm một cái ngôi nhà mới nữa, Vâng. hay làm lại thêm một ngôi nhà mới nữa. Hai anh em sau này thì cả em Hải lấy vợ lên rồi thì lấy vợ vào rồi thì chắc chắn là hai anh em sẽ không có ở được với nhau và mãi mãi cả. Vâng. Đấy, ai cũng có một cái cuộc sống riêng của mình thì làm sao mà sau này khi mà anh lên chia sẻ thì thấy các em cũng lúc nào cũng hòa thuận với nhau, yêu thương nhau như cái lúc mà mình còn chưa có cái gì cả. Đấy, Vâng. đến lúc mà mình có một chút cái gì ở trong tay rồi. Em thì là một cái người mà khi mà anh ghi hình lên thì các bác nhận xét được rằng là một người mà rất là hiền hậu. Đấy, nhưng mà em phải thay đổi cái kiểu tóc của mình đi một chút nhá. Vâng. Đấy, cắt tóc lại cho nó gọn gàng một chút đi. Đừng bây giờ thì đến cái mùa mà mùa hè rồi, mùa thu rồi. Vâng. Đấy, mùa xuân mùa thu rồi. Đấy, chuẩn bị là đến mùa hè rồi cho nên là đừng để đầu tóc nó lộn tha lộn thộm như thế. Tại vì là khi mà anh ghi hình lên thì các bác xem thì các bác nghĩ rằng là anh không có nhắc nhở các em. Đấy, ở đây thì anh vẫn lên và nhắc nhở các em nhưng mà vừa rồi thì em bảo là mùa đông ấy thì là cắt tóc thì nó sẽ hơi lạnh, nhưng mà bây giờ mà đến mùa thu rồi thì mình làm sao mà để cho nó gọn gàng lại, gọn gàng lại một chút nhá. Vâng. Đấy, ở đây là các bác yêu quý em là yêu quý ở cái khuôn mặt hiền hậu của em. Vâng. Đấy, em thì lúc nào cũng ngoan ngoan rồi. Đấy, chịu khó nữa và hy sinh cho em Hải của mình khá là nhiều.
Vâng. Em Sử thì hy sinh cho em Hải thì phải nói là học đến lớp 2 thôi là em đã bỏ học rồi. Hay bỏ học thì không phải là bỏ học đi phiêu bạt hay là như thế nào cả, mà bỏ học là vì cái lý do rằng là đưa để mà đi kiếm tiền đưa được em Hải đi học. Nếu mà bây giờ mà có bác nào mà giúp đỡ Hải mà học hết 12 thì em có mong muốn cho Hải đi học hết 12 không? Có. Nhưng mà nếu mà để mà Hải học hết 12 thì em sẽ lại vất vả hơn. Một mình ở nhà là vất vả đấy. Vâng. Vất vả thế thì em có chịu được không? Được ạ. Sử thì lúc nào cũng chịu thiệt cho bản thân mình để cho em Hải được trải nghiệm cũng như là học hỏi thêm là nhiều điều ở bên ngoài. Học hết sau này mà học hết 12 thì cái bằng 12 thì nó sẽ có gọi là nó sẽ có sau này nếu mà Hải có đi ra công công ty xin ấy, thì người ta sẽ yêu cầu là bằng 12 nhiều hơn, nó sẽ không, người ta sẽ không yêu cầu là bằng trung học nữa, bằng tiểu Vâng. học nữa. Vừa rồi là vừa từ những cái gốc câu chuyện mà tâm sự với em Hải với em Sử một chút của bác ạ. Ngày hôm nay thức phim hôm nay thì lên thì muốn là thông thông báo cho em Sử rằng là cháu được nhận được một cái khoản tiền của cô Minh gửi tới cho em Sử để mà giúp cho em ấy có thêm mua được thêm những con vật nuôi để mà chăn nữa. Hay nhưng mà đồng thời thì bây giờ anh em cũng phải làm lại cái chuồng trại đã. Vâng. Bây giờ thì phần kinh phí thì hiện tại là chỉ đủ mà để mà mua một ít AC với lại Pro về làm thôi. Thế nếu mà có các bác nào trợ duyên muốn trợ duyên giúp đỡ cho em Sử thì cháu được cũng rất là mong muốn cùng em Sử rất là mong muốn là làm cho em Sử một cái chuồng trại nó bằng si ấy, bằng những cái viên gạch ấy, thì nó sẽ chắc chắn hơn. Bây giờ Vâng. thì cắt với lại sỏi thì mình đã có rồi, mình chỉ Vâng. cần việc đi mua gạch thôi. Gạch kia thì mình dùng gạch to ấy, thì mình dùng xe máy để mà chở thì nó cũng khá là nhanh thôi. Chuồng thì nó không cần là gọi là chuồng lợn mà to quá đâu, Vâng. nó gọi là nó vừa vừa là được, nhưng mà nó chắc chắn thôi. Vâng. Chỉ cần là đi mua gạch bi này với lại thêm xi nữa, thêm pro nữa thì là cũng được rồi cô bác. Cũng cảm ơn các bác đã đồng hành cùng cháu Lực trong cái khoảng thời gian mà khá là dài, từ lúc mà cháu Lực vừa mới mở kênh tới thời điểm hiện tại. Có bác thì có thể có những bác mạnh thường quân thì có thể là trong khoảng thời gian vừa rồi thì bận việc thành ra là không có đồng hành cùng cháu Lực là nhiều nữa. Hay còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác. Và một lần nữa thì xin cảm ơn các bác đã luôn luôn đồng hành cùng bạn em. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ được sự đón nhận của các bác khán giả ủng hộ cho kênh bạn em nhiều hơn để mà đi giúp đỡ được nhiều những hoàn cảnh mà còn là khó khăn ở trên vùng cao đó cô bác. Nên rất là mong là sau khi mà cháu được đăng tải những thước phim lên thì sẽ được các bác đóng góp ý kiến để cháu được hoàn thiện cái bản thân của mình nó tốt hơn cô bác nhá. Còn là bây giờ thì xin được hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào cô bác. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.